Con không muốn cưới Phong Nhất Đình, anh ấy là một người thực vật, nếu con cưới anh ấy, cuộc sống của con bị hủy hoại. Dừng lại. Muốn tìm cái chết à, trông như thế nào? Cố Hồng Lượng, trái tim ông là sắt đá, Đỗ Đỗ là con ruột của chúng ta, một thời gian, nhìn anh ta chết. Bà là phụ nữ, bà biết gì, Phong gia, có phải là thứ chúng ta có thể chạm được không? Anh ấy muốn kết hôn, chúng ta phải kết hôn. Con không quan tâm, con thể chết không muốn kết hôn với Phong Nhất Đình, sao không thể làm điều đó, ông không có con gái hả? Đứa ở nhà mẹ chồng ở quê, lớn hơn Đỗ Đỗ 2 tuổi, nó mắc chứng mất trí nhớ, Phong gia, có phải tất cả họ đều ngu ngốc? Không quan trọng, chỉ cần cưới nó, dù chuyện gì sẽ làm cho nó thành tình cờ, a vô tình va vào đầu. Thế chưa đủ sao? Ôi bố ơi, con xin bố. Được rồi. Tất cả đều ở đây. Phương Chi, cô ở đây để làm gì? Bà già, tránh xa tôi ra, tôi không có thời gian nói chuyện vớ vẩn với bà. Vivi, con có muốn ăn cái gì đó ngon không? Đi cùng mẹ. Nghĩ xem, Vivi thích ăn đồ ăn ngon nhất. Không. Cô không phải mẹ của Vivi, bà nói. Không thể đi cùng người lạ. Vivi sẽ không đi. Đồ ngốc. Đừng rượu mừng không uống. Nói cho con nghe. Rời đi nếu con gọi ta là mẹ, hãy gọi là mẹ. Vivi đã hiểu. Đừng Vivi, được. Thay quần áo nhanh chóng, dám chỉ hoãn Phong ra xem ta đánh ngươi. Khi thời cơ đến, chỉ cần tạo ra điều bất ngờ, nói với nó, vô tình va vào đầu. Bà, cơ hội trả thù của chúng ta cuối cùng đã đến. Con đến Phong gia, phải tìm người có vết bớt sau lưng. Nó là anh họ của con. Bà cố phu nhân, hành trình khó khăn, xin vui lòng đi với tôi. Chúng ta hãy đến lấy chồng là chuyện lớn. Gia đình Phong rất bất cẩn. Không có sự chuẩn bị nào cả, dường như Phong Nhất Đình thực vật này thực sự không còn địa vị gì trong Phong gia nữa, thực sự tốt. Giúp tôi dễ dàng tìm thấy cơ hội, bằng không tên ngốc này, bí mật cũng bị lộ. Nằm trên giường là đại thiếu gia. Trong lúc chờ, hãy hạ giọng, đừng làm phiền đại thiếu gia. Được, được. Nam nhân này, thoạt nhìn, chỉ còn vài ngày nữa để may mắn tôi không đưa Đỗ Đỗ kết hôn. Tôi đói. Thịt ăn ở đâu? Sao lại không nghe lời như vậy? Con không thể tự mở khăn. Với thiếu phu nhân sao vậy? Không có gì. Nó à. Chỉ đói thôi. Cô không biết. Đứa trẻ này là người mê ăn uống từ nhỏ. Này, cô ấy đây rồi. Lấy cho chúng tôi thứ gì đó để ăn. Mẹ, tại sao lại mang Vivi tới đây? Mua sức nước hoa cho Vivi phải? Được. Con sớm. Phải phục vụ đại thiếu gia. Để mẹ tắm rửa sạch sẽ và có nước hoa thơm mát. Bà muốn làm tổn thương tôi. Mẹ, bây giờ đang làm gì? Có rắn. Đầu của ta. Mẹ ơi, giết con rắn đó đi. Hãy để tôi đi, đứa trẻ ngu ngốc. Con sợ nghiền nát rắn. Ôi, đau quá. Nó rất đau đớn, mẹ. Tại sao đầu mẹ lại chảy máu? Máu. Mẹ kiếp. Muốn làm đau đầu kẻ ngốc, sao người bị tổn thương lại là tôi? Thế là đủ rồi. Ôi không. Ông ơi, mọi chuyện là vậy đó. Tôi không chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân. Điều này vừa mới xảy ra. Lão gia, ông là chủ Phong gia. Hãy đưa quyết định cho Vivi. Ông xem, Vivi, mọi thứ vẫn ổn trước khi nó kết hôn. Đến đây lại thành kẻ ngốc. Chắc chắn là ngăn ngừa tai họa cho Phong thiếu gia. Ôi, sao lại khóc? Cô gả vào Phong gia. Cô ấy là thành viên của gia đình Phong. Chúng tôi sẽ thuê bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cô ấy. Dù không thể chữa khỏi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời. Cả đời. Ôi lão gia. Ông đã nói như vậy, tôi thấy nhẹ nhõm. Vivi đó, tôi sẽ để nó cho ông. Nào Vivi, tới gọi ông nội. Gọi đi. Ông nội. Vivi muốn ăn đồ ngọt. Lấy kẹo thoa thiếu phu nhân.
chuẩn bị thêm một số đồ ngọt. Gấu con, tất cả chúng ta đều sạch sẽ. Thầy nói, cô gái đó phù hợp nhất với Nhất Đình, lấy được cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc. Có lẽ nó sẽ thức dậy, nhưng bây giờ vẫn nằm không thêm một người. Ngu ngốc nữa, hãy để cô gái ngốc này đồng hành cùng cháu. Ngủ với Vivi. Không phải Phong Nhất Đình sống thực vật sao? Có lẽ anh ấy cũng đang giả vờ. Anh đẹp trai, anh có đứng dậy và đi vệ sinh không? Tôi muốn anh trai tôi ôm tôi. Thực sự ngu ngốc. Anh đẹp trai đừng nói vậy với Vivi. Vivi không phải kẻ ngốc. Vivi là người được yêu quý nhất. Có ngốc không? Thử đi rồi sẽ biết. Cô không cần đi vệ sinh à? Đi thôi. Muốn. Người đàn ông đẹp trai rất tốt bụng. Anh trai đẹp trai quá. Anh trai đẹp trai. Anh có muốn Vivi giúp anh không? Một câu chuyện hài hước. Anh đẹp trai đừng đi. Vivi sợ ở một mình. Anh ở lại đây với tôi thì sao? Không biết cách thực hiện. Nữ nhân này dám đi vệ sinh trước mặt tôi. Điều này là điên rồ. Cô ấy ngớ ngẩn. Về chuyện giả vờ ốm Phong Nhất Đình, anh vẫn còn quá trẻ. Chồng. Chào buổi sáng. Cô gọi tôi là gì, chồng? Chị Trương bảo tôi gọi anh như vậy. Tôi gọi anh là chồng à? Cô không gọi tôi là chồng. Tôi tên là Phong Nhất Đình. Phong Nhất Đình. Không hay. Chồng vẫn nghe hay. Chỉ cần cô vui. Có thể gọi như cô muốn. Cô xuống. Rất ngốc. Chúng ta hãy chơi một trò chơi. Đừng gọi Vivi là đầu ngốc. Cô không thể. Tôi tỉnh dậy hôm nay. Không kể cho bất cứ ai. Cô không thể. Nói chuyện với bất cứ ai. Chúng ta nói chuyện. Nếu không, tôi tịch thu đồ chơi. Chồng. Trả lại đồ chơi của Vivi. Miễn là cô làm theo tôi nói, sẽ trả đồ chơi. Cô sẽ mua kẹo cho cô. Được. Chồng rất tốt. Còn mua kẹo cho Vivi. Còn mua kẹo cho Vivi. Chị Trương. Vào nhanh đi. Hãy đến và chơi với chúng tôi. Thôi nào, chị và tôi, và chú gấu nhỏ, hãy chơi cùng nhau. Đây là cậu Diệp, người chăm sóc đại thiếu gia. Chào cô cố, tôi là bác sĩ cá nhân của Nhất Đình. Sau này, tôi cũng sẽ chăm sóc cô. Anh chàng đeo kính này không dễ đối phó. Tôi phải cẩn thận. Cô có thực sự ngu ngốc? Đủ rồi Diệp Y Hành. Đừng đi quá xa, tôi chỉ muốn xác minh. Đây là bệnh nghề nghiệp. Tôi biết, nhưng không thể sử dụng cách thiếu tôn trọng. Vivi. Cô hãy nhớ, đồ bỏ đi, đừng lấy nó. Tất cả chỉ là rác rưởi. Rác. Nhớ. Ô đúng rồi, gia đình cô ấy đến gặp. Đưa cô ấy đi. Được rồi, sau đó quay lại. Nếu ai đó bắt nạt cô, nhớ nói với tôi nhé. Chồng sẽ bảo vệ Vivi. Đưa hết cho tôi. Tôi đi. Tôi đi, tôi đi.
tôi đã là người thực vật. Mẹ, tại sao lại đưa cô ấy tới đây? Tôi muốn nói với cả thế giới cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Cố không, tổ tiên nhỏ của tôi. Hãy hạ giọng xuống, để người khác nghe lại. Con không biết, ông Phong, đối với cháu trai của ông, trao cho Cố Vi Vi 8% cổ phần của Phong Thị. Trong khi ông ấy đi ra ngoài, dù chúng ta sử dụng phương pháp nào, phải đánh lừa cho chúng ta thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần này. Phải ký, hóa ra là Phong gia giàu có này. Trên khắp đất nước, 8% không phải là số tiền nhỏ, những tính toán của họ tuyệt vời. Vi Vi đúng là ngu ngốc, sau khi bán xong, tôi giúp đếm tiền. Rất ngốc. Vi Vi không phải kẻ ngốc, đừng nói Vi Vi ngu ngốc. Được được. Vi Vi không phải kẻ ngốc, là một kẻ ngốc. Ngốc nghếch. Đồ ngốc, khen ngợi người khác. Ký tên vào đây. Có nghe thấy không? Nếu cô không vâng lời tôi, hãy cẩn thận, tôi sẽ xé mặt cô. Hãy tử tế, đừng cằn nhằn. Nhanh đi. Thôi nào, nhanh lên. Cô viết gì nếu không phải là tên? Sao nó lại chậm như vậy? Cô điên rồi. Bảo cô viết tên riêng của mình, cô đang viết gì vậy? Vi Vi, Vi Vi. Đừng gọi Vi Vi. Dừng lại. Tôi sợ. Xin lỗi, cậu Vương, làm cậu chê cười. Cô là thiếu phu nhân. Tôi nghe nói cô bị đập đầu. Thành ngu ngốc. Vi Vi không phải kẻ ngốc hay người xấu. Đúng là đồ ngốc. Tiếc quá, mặt cô ấy rất quá. Và hình dáng này. Cố Vi Vi, tên hay. Đừng sợ, tôi là em trai của chồng chị. Chị à, sao không đến ôm tôi? Vi Vi không có em trai. Em trai Vi Vi bị gì sát hại? Trong bụng mẹ. Mẹ sẽ biến thành quỷ. Tìm kẻ đã giết cậu ấy. Câm miệng. Vào đi. Dừng lại, bà muốn làm gì? Đây là đại thiếu phu nhân Phong gia. Bà có đủ khả năng chi trả nếu có sự cố không? Diệp Y Hành, cậu đang làm gì ở đây? Tôi là bác sĩ của cô ấy. Tôi cần phải theo dõi tình hình. Kẹo Diệp Hành đưa chồng không ngon. Nó có vị rất đắng. Tay tôi dính hết rồi. Ngốc à, đó là sô-cô-la. Nếu cô không thích nó, đừng ăn nó. Cô làm gì với khuôn mặt của mình? Vi Vi, không làm. Em tôi đã làm nó. Nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình. Để tôi nói cho anh. May mắn tôi đã đến sớm. Nếu không thì tôi không biết họ sẽ làm gì cô ấy. Dám chạm vào người của ta. Nó có đau không không? Tôi chỉ hơi buồn ngủ một chút. Tôi cảm thấy muốn ngủ một chút. Đi ngủ. Tôi sẽ đãi cô món gì đó ngon lành khi thức dậy. Này, đoán xem tôi đã gặp ai ở nhà Cố. Đệ đệ chí hảo của anh. Không thể chịu được nữa. Mới về nhà hôm qua, đi đến đây ngày hôm nay. Chắc hắn đã nghe anh cưới một kẻ ngốc. Đến để thấy chuyện vui. Này, sao Cố ra lại đến đây? Để làm gì? Tôi đoán có thể là vì lão gia chia cho cô ấy 8% cổ phần. Không đưa cho người ngoài. Có khả năng. Vụ tai nạn xe hơi của anh gần như đã điều tra xong. Đó là những gì hắn đã làm. Trước đây hắn trốn ở nước ngoài và không thể làm gì được. Bây giờ hắn đã trở lại. Tự ném mình vào bẫy. Tôi sẽ để hắn giải quyết món nợ này sớm hay muộn. Xin chào. Xin chào, cuối cùng cô cũng nghe máy. Tôi đã chờ đợi cô rất nhiều. Hàng trăm triệu tài nguyên đang chờ sự hướng dẫn của cô. Được, đừng làm ra vẻ như cậu không biết phải làm gì. Tình hình ở đó thế nào? Nguồn cung rất tốt trong những ngày này. Đã bắt đầu đầu tư theo hướng dẫn của tôi. Chỉ cần làm cho cô ấy một tin tức, cô có thể thu hoạch. Tốt, cậu có việc khác. Tôi đã đề cập với cô trước đây. Có người cần nó cho hoạt động này. Cô có thể gặp anh ấy. Được, không vấn đề gì. Gửi cho anh ấy thời gian, địa điểm và thông tin. Đồng ý.
Chị dâu. Chị đang đi đâu? Cậu là ai? Làm sao cậu vào được phòng Vivi? Phong Chí Hảo, ngươi rất to gan. Chị Trương, dừng hết nữa. Phòng của Phong Nhất Đình là phòng cách âm tốt nhất, dù có hét đến mức vỡ họng cũng không ai trả lời. Chị dâu, tôi tới đây. Đừng kéo tôi, đừng chạm vào Vivi. Đừng kéo tôi, đừng chạm vào Vivi. Tại sao hắn lại tìm đến đây? Tại sao vấn đề của Nhất Đình lại đến với tôi? Không, tôi chưa thể chống cự được, nên chuyển vấn đề này cho chồng mình. Chồng ơi, có muốn bắt Vivi? Chồng ơi, xin hãy cứu Vivi. Chồng cô là người thực vật. Anh ấy không thể nghe thấy. Từ. Cứu mạng. Hãy thả lỏng tay, buông ra. Dùng sức. Cô đang yêu cầu tôi massage phải mẹ không? Mẹ kiếp, vợ anh bị đối xử như anh thế này. Anh vẫn từ chối cứu tôi. Cậu đang tìm kiếm cái chết. Anh ơi, sao anh tỉnh dậy thế? Xúc phạm vợ trước mặt tôi, muốn chết à? Tôi là Nhất Đình. Chồng tôi lúc đầu cũng không cứu tôi. Chồng cũng là người xấu. Đúng. Chồng, tôi ghét anh. Vì thế tôi không muốn ở đây. Phong Nhất Đình nên làm gì? Sự khác biệt giữa mình và con vật đó là gì? Nhất Đình. Cháu thực sự tỉnh rồi. Cháu có thể chiến thắng chính mình. Quả thực là cháu trai lớn của Phong gia của chúng ta. Cháu xin lỗi vì đã làm ông lo lắng. Thật bất hiếu, cháu có thể tỉnh dậy. Đây là báo hiếu lớn nhất đối với ông của cháu mà cháu có thể làm. Ông ơi, bố ơi, cứu con với. Phong Nhất Đình, cháu đã đánh em trai mình như thế này. Ngươi đang hét cái gì thế? Cháu tôi mới tỉnh dậy. Nó cần được tĩnh dưỡng. Bố chỉ xem Phong Nhất Đình là cháu trai sao? Hãy nhìn xem nó đã làm gì với con. Chuyện gì vậy? LUC nửa đêm, miễn là nó nhắm đến, bị đánh là đúng. Bố ơi, bố nói chuyện thế nào? Bố có quá thiên vị không? Chú hai. Ông nội nói đúng, Phong Chí Hà đến đây để xin đánh. Nếu không có quan hệ huyết thống, hôm nay nó không thể nào ra khỏi cánh cửa này. Diệp Y Hành, hãy đưa bằng chứng. Văn Minh, đây có phải là con trai của ngươi không? Nửa đêm, vào phòng Nhất Đình và âm mưu. Đây rõ ràng là một âm mưu. Ai đã lắp đặt camera trong phòng? Camera này dùng để quan sát Nhất Đình. Thế nên tôi mới có phòng. Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Thiếu gia, khi anh trai bất tỉnh, anh ta âm mưu chống lại chị dâu. Lại còn là người ngốc. Đủ rồi. Ngừng nói chuyện và làm việc. Này, này. Bố phải đưa ra quyết định cho con. Bố, con không thể tin liệu pháp trị liệu có thể làm được điều như thế này. Và tại sao Nhất Đình không tỉnh sớm hay muộn? Tình cờ tỉnh vào lúc này. Đúng rồi. Con nghĩ cô ấy chỉ đang giả. Không hề bị bệnh chút nào. Ông nội tốt, ông nội tốt. Có người đang bắt nạt Vivi. Ông nội cứu Vivi. Ông nội tốt bụng. Sau này ai sẽ làm phiền ông cháu? Ông quyết định thay cháu. Hắn ta đánh cháu. Đừng khóc nữa. Ta sẽ dạy cho nó một bài học. Bây giờ chỉ cần đến bệnh viện. Đợi đã. Món chính của chú hai vẫn chưa được dọn ra. Nhị gia xin hãy cứu tôi. Loại thuốc mà ngài nhờ ta đưa cho đại thiếu gia. Tôi đã làm điều đó. Đêm qua khi tôi mở cửa cho nhị thiếu gia, đại thiếu gia đã biết tất cả. Im đi, tôi thậm chí còn không biết ngươi thật nham hiểm. Dám cài một gián điệp bên cạnh Nhất Đình. Hai người chẳng có gì tốt đẹp cả. Khi ta ở Côn Minh năm nay đã công ty đã bị họ làm cho hỗn loạn. Ngày mai ta sẽ họp hội đồng quản trị, khôi phục vị trí chủ tịch của cháu, mang theo lợi nhuận của ngươi. Đừng để ta nhìn thấy từ xa. Nhất Đình, từ khi cháu hôn mê, mọi người đều nói cháu vô vọng. Chỉ có bậc thầy mới có thể tìm con gái lớn nhà họ Cố là phúc tinh trong cuộc đời cháu. Cháu có thể tỉnh dậy. Điều kỳ diệu thực sự xảy ra. Con bé chỉ đến mới vài ngày. Nếu không ngu ngốc, tất nhiên ta bằng lòng để nó làm vợ cháu. Điều quan trọng là bây giờ xem trông như thế nào. Nhưng Phong gia của chúng ta luôn mang ơn nó. Hãy làm thế này nhé. Nếu cháu ly hôn, hãy chăm sóc nó cả đời. Nếu nó không ảnh hưởng đến cháu, cháu có thể chăm sóc nó. Ly hôn nào? Tại sao không muốn? Không, nhưng vì cháu muốn ly hôn, cháu không cần liên lạc với cô ấy nữa. Ly hôn? Ly hôn nghĩa là gì?
hãy kết hôn nếu muốn, rời đi nếu anh muốn. Việc của anh tôi vẫn chưa xong. Nhất Định làm anh trai của cháu thì sao? Chồng có phải là anh trai không? Chồng không phải là anh trai. Cô phải ra khỏi đây. Chồng ơi, đừng đuổi Vivi nữa. Chồng là kẻ nói dối. Vừa rồi anh ấy nói muốn bảo vệ Vivi, bây giờ đuổi tôi. Tiểu tử thối. Sao cháu lại vô tâm như vậy? Cháu không thích nó à? Con bé cưới cháu. Cháu phải chịu trách nhiệm với nó. Và nếu không có nó, cháu vẫn đang ở trạng thái thực vật. Ông có thực sự nghĩ rằng đây là người đã kết hôn? Sao phải tìm người để chuyển đến đây? Trước mắt, điều gì không có ý nghĩa? Gia đình cố dám tính toán chúng ta, nên phong sát hắn. Chết tiệt, ta đã chia cho hắn cổ phần. Sao lại để Cố Hồng Lượng âm mưu hại ngươi? Ông nội đừng lo lắng. Nếu không chắc chắn sẽ có bất ngờ. Đúng là người ngốc là may mắn. Cháu phải chăm sóc tốt cho Vivi nhé, để ta biết cháu đang bắt nạt nó. Cháu liệu với ta. Xin lỗi, Vivi, đi theo tôi là quá nguy hiểm. Hãy tránh xa. Cô sẽ không bao giờ gặp phải điều gì như thế này nữa. Có vẻ như Phong Nhất Đình đang quyết tâm đuổi tôi đi. Không, cho đến khi tôi tìm được em họ cho bà tôi không thể rời bỏ Phong ra, phải tìm cách. Này này Nhất Định, không hay rồi, kiểm tra Weibo. Sau khi thiếu gia sống thực vật tỉnh dậy, cố gắng rời bỏ cô dâu ngốc đó. Áp lực dư luận. Họ cũng rất nhanh. Vì thế, Nhất Định à, cháu đã đọc tin tức chưa? Chuyện gì vậy? Đã xử lý rồi. Sẽ sớm gỡ các bài đăng. Thế giới ngầm, cháu đã kiểm tra. Đừng lo. Nathaniel, cảm ơn cậu đã hoàn thành tốt công việc lần này. Không có gì, chỉ cần một chút nỗ lực. Việc gặp gỡ bạn cùng lớp là tùy thuộc vào cô. Là cựu sinh viên. Anh ấy thật bí ẩn. Không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào. Nhưng tất cả các trường hợp anh ấy xử lý đều có tỷ lệ thắng 100%. Nếu tôi nhận được sự giúp đỡ của anh ấy, chắc chắn có thể thắng. Mẹ ơi, xem tin tức. Phong Nhất Định, anh ấy đã tỉnh dậy. Nếu con biết anh ấy tỉnh sớm, con đã tự mình kết hôn. Mẹ nghĩ chúng ta nên làm gì? Anh ấy có thể quan hệ với kẻ ngốc đó chứ? Đây chẳng phải là quá tốt với tên ngốc đó sao? Thay đổi những gì? Nhất Định đã không gửi lại kẻ ngốc. Nếu con gây rắc rối cho ta, hãy thắp một nén hương. Ta phải đến thăm hai người mỗi ngày. Đi và xin lỗi. Xin lỗi vì cái gì vậy? Chúng ta đã đúng. Hơn nữa, cô ta là thiếu phu nhân Phong gia, con không chấp nhận. Nếu con không hài lòng, chăm sóc gia đình, sớm muộn gì ta cũng sẽ được chôn cùng con. Chỉ bằng đôi mắt của con, có bạch nguyệt quang trông giống Phong Nhất Định. Không đời nào con lại thua tên ngốc đó. Đỗ Đỗ, mẹ sẽ ủng hộ con bất cứ điều gì con làm. Thuốc đây rồi. Đàn ông chỉ cần ăn một cái, anh ấy sẽ... Tuyệt vời, con có thuốc này. Nhất Định là của con. Tối nay, cô đến muộn. Hẹn nhau ở một nơi như thế này, có vẻ như anh ấy không muốn tiết lộ danh tính. Anh hứa. Tôi chắc chắn Nathaniel đã nói với anh rồi. Mục tiêu của chúng ta lần này là 60. Đôi môi của người phụ nữ này trông rất giống môi của Vivi. Điều khiến tôi tò mò hơn nữa là ca sấu khổng lồ nổi tiếng, tại sao lại làm chuyện nhỏ này? Lý do khác có thể là gì? Tất nhiên là vì tiền. Tiền bạc. Bởi vì cô không muốn nói sự thật. Vậy thì tôi sẽ rời đi trước. Đợi đã, nếu tôi nói đó là để trả thù thì sao? Tôi đã cho cô một cơ hội. Người này thực sự trông giống một người. Cũng khó lường. Những câu chuyện không bình thường đối với anh ấy. Muốn lý do gì? Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta gọi cho tôi. Làm thế nào khi anh nhận ra rằng tôi đã mất tích? Sao anh ta vẫn gọi cho tôi khi sắp ly hôn? Tìm Cố Đỗ Đỗ để đồng hành cùng anh. Những quần áo và túi sách này là của cô. Đúng. Ông nội tốt bụng của tôi đã mua nó cho Vivi, để Vivi mặc cho chồng xem. Mặc nó cho chồng cô. Cô có biết cách mặc chiếc váy này không? Chị ngốc nghếch. Đừng nói Vivi ngu ngốc. Vivi không phải kẻ ngốc, cô không hiểu tương lai. Để tôi dạy chị cách làm vợ của Phong Nhất Định. Cậu vẫn chưa tìm thấy cô ấy, không tìm thấy ở đâu cả.
Camera giám sát cho thấy thiếu phu nhân đi vệ sinh, sau đó tiếp tục đi lang thang quanh tòa nhà. Cuối cùng biến mất vào nhà để xe cử người đi tìm cô ấy, bằng cách tìm kiếm xe. Anh Nhất Đình, cuối cùng anh cũng ở đây. Em đã đợi anh lâu rồi. Đừng nói nhảm nữa, Cố Vi Vi đâu? Em không biết. Đi vệ sinh, anh Nhất Đình, chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây và chờ đợi chị ấy. Ai cho phép cô gọi tên tôi? Đó là Phong Thiếu Gia. Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Anh nói mắt em rất đẹp. Bây giờ anh lạnh lùng làm sao? Sau này anh sẽ rất khó chịu. Cuộc họp dài như vậy, chắc là khát. Đây là nước cam em tự tay vắt, hãy thử uống nó. Việc Cố Vi Vi đến đây là ý tưởng của cô phải không? Cô ấy ở đâu? Nói cho tôi nhanh. Còn không thì đừng trách tôi vô lễ với cô. Em yêu cầu Cố Vi Vi rời đi, nhưng anh có nghĩ em sẽ nói cho anh biết chị ấy ở đâu không? Ồ. Cô nghĩ rằng bây giờ cô có một sự lựa chọn khác. Đó là vì không còn lựa chọn nào khác phải không? Anh Nhất Đình, em là người anh muốn cưới. Anh Nhất Đình. Anh Nhất Đình. Em thực sự thích anh. Anh Nhất Đình. Nhất Đình, em sẽ không để kẻ ngốc đó đi. Làm những gì tôi nói. Nếu bạn tìm thấy cô ấy, đưa về nhà trước. Xin lỗi. Cậu gọi, tôi xin lỗi, phu nhân. Một con mèo vừa xuất hiện. Cô có ổn không? Vi Vi không sao đâu. Điện thoại của tôi hết pin. Tôi có thể mượn điện thoại di động của cô để gọi cho thiếu gia được không? Được. Rất tiếc, điện thoại của cô cũng hết pin. Vậy thì hãy về nhà nhanh thôi, đừng để thiếu gia lo lắng. Phong Nhất Đình gọi vào lúc này. Là Cố Đỗ Đỗ đã thất bại. Có vẻ như hai mẹ con đã có thủ đoạn bẩn thỉu nào đó. Không có nhiều hơn thế. Cố Vi Vi. Cố Vi Vi. Cô đi đâu? Vi Vi bị lạc. Sau đó về nhà. Anh ơi, anh đang làm gì với Vi Vi thế? Anh ơi, sao anh không gọi tôi là chồng? Họ đều đã nói thế. Anh ơi, Vi Vi, không thể gọi anh là chồng nữa. Gọi là anh trai. Từ nay em phải gọi anh là chồng nhé. Có nghe thấy không? Nhất Định bây giờ giống như một con chó, có vẻ như anh ta đang bị đánh thuốc. Anh ấy thực sự đã đuổi Cố Đỗ Đỗ. Chồng ơi, em gái tôi đâu? Cô ấy đang đi đâu thế? Trước mặt tôi. Sau này đừng nhắc đến tên người phụ nữ đó. Để tôi trêu anh nhé. Nhân tiện, để tôi kiểm tra xem trên cơ thể anh có vết bớt nào. Nếu không tôi sẽ là em họ của anh. Chồng. Sao mặt anh đỏ thế? Không phải trời rất nóng sao? Tôi sẽ giúp anh cởi quần áo. Này chồng ơi, đừng đi. Em tôi nói. Vợ nào cũng có nghĩa vụ cởi quần áo của chồng. Như thế này. Đã đến Phong gia, chúng ta phải tìm ra người có vết bớt trên lưng. Anh ấy là anh họ của tôi, may mắn thay anh không phải là cháu bà nội. Ai đã dạy em làm điều này? Em gái thay ga trải giường cho Vi Vi. Mặc đồ ngủ của Vi Vi. Cô ấy nói tối nay cô ấy sẽ dạy dỗ Vi Vi thật tốt, làm sao có thể là vợ của anh trai. Em có biết ý nghĩa của việc làm vợ là gì không? Theo tôi. Ôi, có vẻ như tôi đã làm quá rồi. Nói xem. Kẻ ngốc bé nhỏ của tôi như thế nào? Trông có vẻ ngọt ngào. Phong Đình Anh gọi cho tôi vào giờ muộn thế này. Anh không nên đi ngủ cùng với kẻ ngốc nhỏ của mình sao? Tôi đã bị trúc thuốc. Đến đây ngay. Có thuốc gì? Đừng nói nhảm nữa và đến đây ngay bây giờ. Nhất Định nói xem.
là một người hâm mộ, tôi muốn hỏi cậu, có vẻ như tôi có cảm tình với Vivi đó. Nhưng cô ấy hơi ngốc một chút, cậu có nghĩ tôi là kẻ biến thái không? Nếu điều này xảy ra với người khác, tôi chắc chắn sẽ coi hắn như một kẻ biến thái. Nhưng anh đã ăn chay một năm và giả vờ là người thực vật, điều đó có thể tha thứ được phải không? Phải nói gì? Nhưng anh chắc chắn có thể tìm thấy một người phụ nữ khác. Không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm nữa. Trước đây anh nói anh không quan tâm đến phụ nữ, rốt cuộc, Ảnh Nguyệt Quang đã đến, bây giờ anh không còn hứng thú với phụ nữ. Anh không nên giấu bất cứ điều gì, phải không? Bạch Nguyệt Quang. Cô ấy thực sự là cô gái duy nhất tôi từng thích trong quá khứ. Không biết xảy ra chuyện gì. Xem ra lần này tôi thực sự đã làm tổn thương cô ấy rồi. Cuối cùng cũng rời đi. Không, không. Tại sao tim tôi đập nhanh thế? Tôi có thực sự quan tâm đến anh ấy. Chủ tịch Trần của quỹ từ thiện. Đưa vợ đi họp từ thiện. Ta thấy cháu, hãy đưa Vivi đi cùng. Chủ tịch Trần, ý anh ấy là sao? Anh rõ ràng biết hoàn cảnh của Vivi. Cháu cảm thấy có chút xấu hổ. Cháu có biết. Chuyện rộng khắp, cháu phải đưa Vivi đi cùng một cách hoành tráng. Dừng cái miệng của họ lại. Ông nội. Kể cả khi cháu không có bạn nữ nào, cháu cũng không thể đưa cô ấy đến đó. Xin lỗi, Vivi, chúng ta hãy giữ khoảng cách. Điều này tốt cho em và tôi. Sao dám trả lời ta như thế? Quay lại với ta. Ôi sao anh ấy lại điên thế nhỉ? Có uống nhầm thuốc à? Ông nội, anh ấy có chuyện gì vậy? Tại sao lại không vui thế? Sáng nay đầu nó bị kẹt ở cửa. Hãy đến và uống một tách trà. Đây là buổi từ thiện phải không? Anh không đưa tôi đến, tôi muốn đi. Cuối cùng tôi cũng gặp được cô. Không ngờ tôi lại được vinh hạnh. Thật bất ngờ khi có cô là bạn đồng hành. Tôi cũng ngạc nhiên. Điều đó không làm anh mất bạn nhảy sao? Dĩ nhiên là không. Phong Tổng, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cậu không mang theo một người bạn nữ sao? Sao nào, không thể đến một bữa tiệc mà không có bạn nữ đi cùng. Không dám, hoàn toàn vô nghĩa. Cô có nhìn thấy người đó không? Anh ấy là người... Cô nhờ tôi khuấy động dư luận lần trước. Phong Nhất Đình, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Phong. Anh ấy thực sự không mang theo bạn nữ đến. Tôi tưởng anh ấy sẽ ngẫu nhiên tìm được. Có vẻ như anh ấy biết, bữa tối từ thiện này nhằm quyên tiền cho người khuyết tật. Nếu vợ anh ấy có thể đến. Đây là một bất ngờ ngoài dự kiến, thế sao? Tất nhiên rồi, tôi nghe nói Cố thiếu phu nhân là một người ngốc. Cho nên bây giờ hắn ức hiếp nhà họ Cố không thương tiếc. Cô có ổn không? Nhất Đình. Em đã trở lại. Nguyệt Nhi, sao em lại ở đây? Tất nhiên là em đang tìm anh. Em đi cùng anh, tôi sẽ vào nhà vệ sinh và xử lý nó. Nhất Đình. Em đã ở đâu? Lúc đó anh đã coi thường em, nghĩ em là người xúi dục mối quan hệ giữa anh và Chí Đó là lý do anh đuổi em ra khỏi đất nước và không để em ở bên anh. Em đã cố gắng hết sức để quay lại. Tất cả những gì em nhận được là tin anh tỉnh dậy và có vợ. Anh chưa bao giờ nói sẽ đợi em. Anh không có nghĩa vụ phải sống độc thân vì em. Vậy sao anh lại ở đây đuổi theo em? Sao anh quan tâm đến em? Hãy chăm sóc người vợ xinh đẹp của anh. Bạch Nguyệt Tâm, em là người đã bỏ rơi anh năm ấy. Em nghĩ anh không cảm thấy khó chịu. Sao anh lại muốn cưới cô dâu họ Cố? Ông nội là người đã đưa cô ấy vào nhà, không phải anh có ý định kết hôn, thế anh còn yêu cô ấy không? Anh có thích nữ nhân họ Cố đó không? Anh sao có thể yêu cô ấy? Anh sao có thể yêu cô ấy? Em không biết anh đã cưới một kẻ ngốc sao? Em có nghĩ rằng anh sẽ yêu một kẻ ngốc? Được rồi, Phong Đình, em ủng hộ anh, đồ khốn, anh có còn là con người, gặp Bạch Nguyệt Quang. Tôi không còn là ai nữa. Anh có định ly hôn với cô ấy không? Ly hôn chỉ là vấn đề thời gian. Nhất Đình, em biết trong lòng anh vẫn còn có em. Chúng ta sẽ vẫn như trước phải không? Ước gì anh có thể sống như trước đây. Thì anh sẽ không quan tâm đến kẻ ngốc. Vẫn phải nói, phải không? Tên khốn đó thực sự đã đội một chiếc mũ xanh cho tôi. Rất quen thuộc. Chậm lại. Nhanh hơn. Chậm lại. Dừng lại. Góc tây nam của khu vực tiệc, hãy tìm cho tôi người. Julie,
cuối cùng cô đã xin lỗi lại. Tôi phải đi trước, hãy quay lại và liên hệ trực tuyến. Chào Julie, cô đang gặp rắc rối à? Cô có cần tôi giúp không? Không, đúng rồi. Phải nhớ giấu danh tính của mình. Thật là một người phụ nữ bí ẩn. Nhớ rồi. Cô đã bỏ lại đồ đạc của mình. Cái này là của ai vậy? Đồ đạc của người phụ nữ kia. Chủ tịch muốn khám xét toàn bộ khách sạn. Tôi không tìm thấy người phụ nữ. Biết rồi. Đi thôi, anh sẽ bảo Diệp Hành đưa em nhất về. Nhất định, chúng ta vừa gặp lại nhau. Ở lại với em lâu hơn một chút. Không được. Tôi phải tìm anh họ của tôi ngay. Rồi rời khỏi nơi chết tiệt này. Đồ khốn, nếu ở lại thêm một ngày nữa, mình sẽ đau khổ. Sao anh ta lại quay lại? Có phải bị sốt không? Cậu nam dám hỏi. Hãy thử chạy nước rút 100 mét, leo tường và nhảy từ các tòa nhà. Anh trai. Anh véo Vivi. Chị Trương nói cô thấy không khỏe, để tôi qua xem. Bàn tay này. Nó có mùi như thế nào? Ôi mùi hôi quá. Ngốc quá, mai sẽ mời bà tới đây. Từ giờ trở đi bà sẽ chăm sóc cô. Tôi sẽ không quay lại nữa. Anh trai. Anh ơi, xin đừng xa Vivi. Đồ ngốc, cô nghĩ tôi thực sự thích cô sao? Sao tôi lại bên cạnh cô? Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho cô. Cô có nghĩ rằng tôi thực sự có thể sống với cô suốt đời sao? Người xấu. Mọi người đều xấu, không muốn Vivi. Mọi người đều xấu, không muốn gặp lại anh. Ra ngoài. Vivi. Đây chính là cố Vivi ngu ngốc mà Nhất Đình đã cưới. Xin chào, tôi tên là Bạch Nguyệt Tâm, là bạn gái của Phong Nhất Đình. Chưa có ai từng gặp. Cô ấy rất háo hức tuyên bố chủ quyền của mình với tôi. Vivi, sao em gọi anh ấy là anh trai anh ta ở đâu? Anh trai tôi có lẽ đã chết. Cô đang nói vớ vẩn gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Diệp Hành, có ích gì khi hỏi cô ấy? Chúng ta hãy đi xem. Vivi cũng muốn xem. Anh trai tôi là người xấu. Tối hôm qua ức hiếp Vivi. Vivi lấy sách đánh anh ta. Vivi muốn xem anh ta đã chết chưa? Cái gì? Anh ấy làm phiền cô ở đâu? Hai người đã bao giờ ngủ cùng nhau chưa? Bạch Nguyệt Tâm, thật ngu ngốc. Thật ồn ào nếu cô nói điều này với cô ấy. Nhất Định, em nghĩ có chuyện đã xảy ra với anh, làm em sợ. Tại sao cô lại ở đây, đồ ngốc? Nhất Định, sao anh bị thương vậy? Em đã nói với anh, lẽ ra em hôm qua nên ở bên anh. Nó có đau không? Không đau. Nếu anh chết, có thể ăn. Cô đang nói vớ vẩn gì vậy? Có vẻ tối qua tôi đã làm tổn thương cô ấy. Cô ấy thực sự mong tôi chết. Cô nói vớ vẩn gì? Cô suýt nữa đã đập vào mắt Nhất Định. Sao cô lại tàn nhẫn như vậy? Có thể làm điều đó ngay. Để anh giới thiệu với em. Cô ấy là cố Vivi, người vợ danh nghĩa của anh. Khi nào là đúng thời điểm, anh sẽ hủy bỏ hôn ước với cô ấy. Đừng tranh cãi với những kẻ ngu ngốc. Nhất Định, em biết anh đang làm việc này vì công ty. Đây là công việc. Chỉ cần trái tim chúng ta có nhau là được. Hai người thật đáng ghét. Nhổ tất cả vào mặt tôi. Tôi thực sự không thể đối mặt. Vivi, lần này tới vội vàng. Tôi đã không mang quà cho cô. Cô sẽ mặc gì với chiếc vòng tay này? Tôi không muốn đồ của cô. Vòng tay của tôi. Nếu cô không thích chiếc vòng tay này, cô có thể nói với tôi. Tại sao cô lại đánh rơi nó? Đây là di vật được mẹ tôi tặng cho tôi. Bạch Liên Hoa quá giả tạo. Làm sao có thể lấy được một món đồ quý giá như vậy, sử dụng nó để cho kẻ ngốc. Tôi cũng có thể làm điều đó. Tôi không làm rơi gì cả. Chính cô đã ném nó. Rất ngốc. Cô phải có khả năng chống lại. Nếu cô làm điều gì đó sai, xin lỗi ngay. Cậu nam này là người yêu của cô ấy, không thể phân biệt được trà xanh. Tôi chắc chắn không sai. Tôi sẽ không xin lỗi. Vivi,
Cháu ổn chứ? Cháu ổn bà ơi. Hôm qua Phong Nhất Đình có nói sẽ đón bà. Chỉ là cháu không ngờ nó lại nhanh đến thế. Cuộc điều tra manh mối của Phong gia diễn ra như thế nào? Chưa có tiến triển. Nhưng cháu đã nhìn thấy Phong Nhất Đình. Không phải trên anh ấy. Không phải anh ta. Bà ơi, đừng lo lắng. Hai ngày nữa là sinh nhật thứ 70 của ông Phong. Lúc đó tất cả con cháu của Phong gia sẽ đến. Chúng ta điều tra kỹ hơn. Chúng ta sẽ biết. Có đúng không? Tốt đấy. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi. Không quan trọng kết quả sẽ thế nào. Tôi muốn rời khỏi Phong gia. Tôi không muốn ở bên tên cầu Nhất Đình nữa. Mối quan hệ là gì? Vivi, cháu biết có Nhi gia trong gia đình Phong. Hình như có một đứa con trai, gần bằng tuổi cháu. Bà nói Phong Chí Hảo, cháu chưa xác thực hắn. Không quan trọng, cháu sẽ tìm cơ hội khác để sẽ tìm ra trong nháy mắt. Đừng lo. Đừng tức giận nếu tức giận. Tại sao cố Đỗ Đỗ lại ở đây? Đã đến lúc thay quần áo cho bệnh nhân. Này, cô em y tá mới này có dáng người rất đẹp. Nhị thiếu gia, anh nhìn đi đâu vậy? Em sẽ tức giận nếu anh làm điều này một lần nữa. Nếu em tức giận về điều này, không đáng. Chờ anh phục hồi sức khỏe anh bù. Em thật sự yêu anh. Ôi chúa ơi, họ thực sự đã đến với nhau. Đây là loại âm mưu đẫm máu gì vậy? Yêu cầu người không liên quan rời đi, chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi. Y tá, đợi một lát. Hãy dịu dàng với tôi, đặc biệt là ở một số nơi. Đã lâu rồi nó vô dụng, mọi thứ đều rỉ sét, yên tâm. Tôi sẽ giúp anh chăm sóc nó tốt trong giây lát. Cố lên. Rất hoang dã. Tôi thích. Đó không phải là ý định của tôi. Nếu không, sẽ không có cách nào để thích đối nó. Vậy anh có muốn nói lời tạm biệt không? Thôi nào, thôi nào. Ồ, cái này dành cho em à? Vivi làm gãy vòng tay của em. Anh sẽ thay mặt cô ấy xin lỗi em. Đẹp quá, Nhất Đình, anh đeo vào cho em được không? Nó trông có đẹp không Nhất Đình, miễn là em thích nó. Chưa ly hôn thì đã đưa người phụ nữ đó về. Thật không biết xấu hổ. Dừng lại. Anh vẫn phải làm việc. Nghỉ sớm. Nhất Đình. Nếu anh dám làm em buồn, đừng trách em không nhớ chuyện xưa. Chỉ cần tiêu diệt những gì em không thể có được. Cậu nam này bị sao vậy? Vừa mới xuống khỏi người phụ nữ. Hãy đến với tôi một lần nữa. Điều gì làm anh nghĩ rằng tôi? Anh là ai? Nhanh chóng thả Vivi ra. Đó là chồng của em. Kẻ xấu. Anh không phải là chồng của Vivi. Đại thiếu gia đang bắt nạt Vivi. Thôi nào. Hôn Bạch Nguyệt Tâm bằng cái miệng này thật là kinh tởm. Xin lỗi, tôi không kiểm soát bản thân. Tôi ghét anh. Vivi, đó là lỗi của tôi. Tôi đang phát điên. Là vấn đề của tôi. Ra khỏi đây. Hôm nay tôi đến để đưa cho cô một thứ. Tôi không muốn. Đây là điều mà ông nội đặc biệt yêu cầu. Nó sẽ giữ cho cô an toàn và mang nó theo cô. Tôi không muốn gặp lại anh. Được. Tôi đi. Để lại chiếc vòng tay. Cô đeo nó. Nó có thể bảo vệ cô. Tên khốn. A.
ai muốn thứ đó. Hôm nay là sinh nhật của ông nội, tặng ông nội một món quà. Liệu ông ấy có thích nó không? À, đây là đại tiểu thư nhà họ Cố mà cháu đã cưới. Cô ta là ai? Chào chú Phong, cháu là Nguyệt Tâm, là bạn của Nhất Đình. Tốt hơn cô gái điên đó. Nhưng một con ngựa tốt không bao giờ nhìn lại, con phải hiểu điều này. Nhất Đình, để ta đi xem. Ông nội đã nói. Hôm nay, gia đình Cố đều có mặt ở muốn đây. Muốn trực tiếp hủy bỏ hôn ước với họ. Con không phiền chứ? Bây giờ như thế này, nếu chúng ta không hiểu thì việc không hủy bỏ hôn ước có ích gì? Trong tâm trí của kẻ ngốc nhỏ, tôi đã trở thành một người xấu. Vậy thì hãy để cô ấy đi. Bà ngoại, tất cả đàn ông trong gia đình đến suối nước nóng đã thay quần áo ở đây. Hãy trốn và quan sát cẩn thận. Tìm thấy một vết bớt trên cơ thể. Thật thế sao? Bà nội đừng lo, cháu chỉ hơi lo lắng. Người nhà họ Phong đến làm phiền. Lúc đó, cháu sẽ không thể đi tìm em họ của mình. Cuối cùng cũng ngừng phải không? Phong ra sao dám ly hôn? Họ không được phép ly hôn. Bà nội đừng lo, dù họ muốn làm gì hôm nay, cuộc hôn nhân cháu sẽ ly hôn. Đây là vấn đề. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp người lo thủ tục ly hôn cho họ. Vivi, ta dạy con thế nào đây? Gả vào họ Phong đến Phong ra. Phải nghe lời chồng. Cái này để làm gì? Vivi không làm gì sai cả. Bố làm đau con. Cố Hồng Lượng, ngươi định làm gì? Hồi đó ngươi đã giết con gái ta. Hôm nay lại muốn tấn công cháu ta phải không? Hãy thử chạm vào nó ngay hôm nay. Ta sẽ chiến đấu với ngươi cho đến khi chết. Khi con gái của bà chết, cô ấy sẽ chết. Không phải việc của tôi. Đừng nghĩ mình già. Tôi không dám trừng phạt bà. Ngươi là người đã giết người. Đủ rồi. Thời gian của tôi rất quý giá. Hãy quay lại và giải quyết vấn đề của riêng ở nhà. Ông nói đúng. Tất cả chúng tôi đều nghe. Hãy đưa con gái của ông đi ngay hôm nay. Phong ra. Không cần ngu ngốc. Tôi đưa con gái tôi đi. Không được. Lão già này còn muốn đòi quyền lợi. Rất tham lam. Gần tới giờ đi bể bơi rồi. Chúng ta không thể ở lại đây và trì hoãn được. Bà ơi, chúa muốn tẻ ra ngoài. Đừng đưa nó cho tôi. Cưới một cô con gái như thế, dám thương lượng với tôi những điều kiện gì? Bố, thế thôi. Hôm nay chỉ đến để nói với họ về việc ly hôn. Đừng nói về bất cứ điều gì khác. Người đâu? Đưa đại tiểu thư Cố ra vào phòng tắm. Thiếu phu nhân, hãy đi cùng tôi. Hãy nhớ rằng từ nay sẽ không còn thiếu phu nhân nữa. Hiểu chứ? Vivi, ra ngoài một lát trước. Đến. Thôi nào, nhanh lên. Quá muộn. Tôi là người giám hộ trực tiếp của Vivi. Cuộc hôn nhân này sẽ sớm tan vỡ. Sau khi ly hôn, chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với nhau cho đến khi được rồi, thế thôi. Đối với các công ty. Bà ngoại. Cháu nghe nói bà muốn đưa Vivi về. Chúng tôi không đưa nó đi. Liệu nó có tiếp tục bị cậu bắt nạt nữa không? Lúc đầu cháu đã không gửi cô ấy về. Bà đã không nói cho cháu biết bà cần gì. Liên hệ với cháu trước khi chúng tôi tới đây. Sống sung túc ở quê. Chúng tôi không cần bất cứ điều gì. Bà. Bà. Vivi. Lần này cô đi. Tôi sợ tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Phong Nhất Đình. Con điên à? Con thực sự đã yêu một kẻ ngốc. Con vẫn là con trai của ta, Phong Đông Minh. Chúng con đã ly hôn. Không cần phải chờ đợi, Phong Nhất Đình. Ta sẽ nói chuyện với ông của con. Nếu con làm điều gì đó gây tổn hại đến danh tiếng của Phong gia, đừng trách ta không làm gì được cô ta. Con khuyên bố không nên có những suy nghĩ như vậy. Nhìn kìa nó kìa, sao nó bỏ đi? Ta gần như có thể nhìn thấy khuôn mặt của đừng nó. Đừng hoảng sợ. Cả hai chúng ta đều ngạc nhiên trước đám đông. Và bà hãy đứng đây chờ. Cháu sẽ đi và xem xét. Chúng ta sẽ giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Cháu phải cẩn thận, đừng lo lắng. Bạch Nguyệt Tâm, cô đang làm gì vậy? Đừng liên lạc với tôi từ nơi này. Cô không sợ bị lộ à? Tôi không thể đợi lâu hơn được nữa. Chờ đợi nữa. Sự ảnh hưởng tên ngốc đó đến Nhất Đình chỉ ngày càng lớn hơn. Nhất Đình phải ly hôn ngay với tên ngốc đó. Tên ngốc đó có ảnh hưởng lớn tới Phong Nhất Đình. Hay đó là tình cảm của hắn dành cho cô, mối tình đầu của anh ấy. Không đáng nhắc tới chút nào. Không như vậy. Tôi không quan tâm đến những điều vớ vẩn của cô. Điều tôi quan tâm là Phong Nhất Đình. Biến mất hoàn toàn. Nếu không, tôi cũng không ngại giết anh ta lần nữa. Đợi một chút. Sẽ để anh ấy nghe tôi. Dùng thủ đoạn gì?
hãy làm được điều cô nói. Tôi có khả năng mang cô trở lại, cũng có khả năng đưa cô đi mãi mãi. Tôi hiểu rồi. Chúa ơi, tôi dường như đã nghe được một bí mật. Thì ra Bạch Nguyệt Tâm là bị Phùng Chí Hạo mang về, và đó là để đối phó với Phong Nhất Đình. Dám đánh tôi, tên ngốc eo kìa. Có vẻ như họ chưa nhìn thấu tôi. Tôi phải giả ngu và thử xem có thể lừa được họ không. Các người là ai? Làm Vi Vi đau. Ngươi muốn làm gì? Hãy để tôi đi. Ngươi đang làm gì thế? Hãy để tôi đi. Hãy trung thực và đừng im. Tôi đang nghĩ về bà. Tôi cũng muốn về nhà. Đừng hoảng sợ. Đừng hoảng sợ. Sợ người khác không biết cô đang làm gì. Nói cho tôi biết cô đang làm gì ở đây. Bắt bướm. Có bướm trên cỏ. Được rồi. Để cô ấy đi. Có vẻ như tôi đã vượt qua được. Đợi đã. Chúng ta cùng xem. Chúng ta không thể để cô ấy đi. Nghĩ tôi là ngu ngốc. Điều này thật ngu ngốc. Có gì phải lo lắng. Có lẽ cô ấy không ngu ngốc như chúng ta nghĩ. Cô ấy đã nhìn thấu. Ai đó hãy đến giúp tôi. Im đi. Cô ấy đã nhìn thấy mặt của chúng ta. Nếu Nhất Đình phát hiện ra chuyện này, chúng ta đang gặp rắc rối. Ý của cô là gì? Hôm nay cô ấy ra ngoài một mình bắt bướm. Trời mưa và đường trơn trượt. Kẻ ngốc rơi xuống và chết. Không có gì đáng ngạc nhiên. Cô muốn giết cô ta. Đây là lãnh thổ của ông tôi. Hãy để vấn đề này cho tôi. Tôi hứa tôi sẽ không làm liên lụy anh. Người phụ nữ này thực sự muốn giết tôi. Bây giờ là lúc cởi trói. Vi Vi. Cô định làm gì? Để tôi đi. Để cô đi. Cô muốn đẩy tôi xuống. Có chuyện gì với cô vậy? Phải giết tôi. Tôi chỉ muốn giết cô. Bên cạnh Phong Nhất Đình chỉ có một người. Hôm nay, hoặc là cô chết hoặc tôi chết. Xuống địa ngục đi cố Vi Vi. May mắn, cô xuất hiện trong giây lát. Cố Vi Vi thật sự ngu ngốc sao? Trông ngu ngốc nếu cô ta không mở miệng. Đã ngu ngốc và bây giờ là hồn ma. Ngay cả khi cô ta không rơi xuống đất, vẫn sẽ chết vì chảy máu quá nhiều. Cố Vi Vi, bởi vì cô đã chết, trả những gì cô nợ tôi. Hãy bắt đầu với chiếc vòng tay này. Tôi phải đi, tôi muốn về nhà. Thiếu phu nhân, đi thôi. Bà Tô, bà không về với cố Vi Vi sao? Tôi đang tìm nó. Tài xế vừa gọi điện nói, anh ấy đang trên đường đưa cố Vi Vi về, nhưng Tô Su vẫn ở đây. Cậu có chắc tài xế vừa nói Vi Vi không? Điện thoại tôi vừa gọi nó luôn tắt. Xin chào, cái gì? Thiếu gia, không hay thiếu rồi. Phu nhân, khi xuống xe giữa đường, tôi không thể tìm thấy. Đưa mọi người ra ngoài tìm kiếm. Được. Nhất Đình, con có biết đang làm gì không? Đã đi xa đến mức huy động người cho kẻ ngu ngốc. Con dám đi hôm nay, ta bẻ gãy chân con. Tiểu tử. Bà Tô, Nhất Đình, Vi Vi vẫn chưa tìm thấy. Nhân viên và cảnh sát được điều động tìm kiếm. Tất cả là lỗi của tôi. Không nên xa lánh cô ấy, không nên ly hôn với cô ấy. Nhất Đình, người đâu, giúp anh ấy nhanh. Vi Vi, chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Bà ơi, cháu là Vi Vi, cháu đã gặp tai nạn, bị mất điện thoại, nên giờ cháu liên lạc với bà. Đừng lo lắng, giờ cháu an toàn rồi. Bà ơi, đợi cho đến khi cháu ổn định ở đây, cháu sẽ đón bà. Nhưng bà ơi, bà phải nhớ. Đừng để ai biết cháu còn sống. Cảm ơn đã cho tôi điện thoại. Không có gì, sếp. Tôi không ngờ lần sau chúng ta gặp nhau cô lại như thế này. Tôi không ngờ anh lại cứu tôi lần thứ hai. Cô là ai? Bất kể tôi là ai, tôi đều có tội, không? Thực ra điều tôi muốn nói là, được rồi, hãy kết thúc cuộc trò chuyện. Anh có thể đưa tôi về nhà sao? Những người này dám tấn công tôi? Đã đến lúc dạy cho chúng một bài học. Như cháu đã nói, vali của cháu đã được Phong ra mang về. Nhưng con gấu bông và những thứ bên trong con gấu bông không thể lấy lại được. Tại sao vậy? Có kế hoạch mua lại tại gấu bông. Và thông tin rất quan trọng. Đây là bằng chứng rất quan trọng để dập tắt cố thi. Làm thế nào có thể không lấy lại hôm nó? Nay con đã về. Nhất Đình cũng đang ngày đêm tìm kiếm cháu.
Nó không bao giờ rời bỏ con gấu bông, giống như nguồn nuôi dưỡng tinh thần của nó. Không ai có thể chạm vào, tìm cháu ngày đêm. Còn coi chú gấu bông là chỗ dựa tinh thần của mình, làm thế nào điều đó có thể? Đúng rồi. Hôm qua ta nghe nói nó nhốt mình trong phòng, uống rượu. Kết quả là đã uống nhiều đến mức bất tỉnh. Cánh tay của nó bị thương. Anh ấy bị thương ở tay. Cánh tay bị thương. Bà, cháu nghĩ cách quay Phong ra và lấy lại con gấu bông. Anh Phong, đến giờ anh phải uống thuốc rồi. Có 200.000 trong thẻ này, mật khẩu là 123.400. Cô lấy tiền. Đi du lịch nước ngoài, trở về quê hương. Tóm lại là đừng bao giờ xuất hiện ở Hào Thành, hiểu không? Tôi sẽ dừng lại. Không mong đợi, tôi đã quay lại sớm nhất. Nhưng lần này tôi không ngu ngốc như cô Vivi. Phải uống thuốc. Anh Phong, anh uống thuốc rồi đi ngủ sớm nhé. Đặt thuốc xuống. Tôi nghĩ đã từng nhìn thấy đôi mắt này trước đây. Rất ngốc. Chờ đã, hãy tháo khẩu trang ra. Được rồi, anh Phong, gần đây tôi bị cúm. Tháo khẩu trang. Sợ lây nhiễm cho anh, cứ làm nếu tôi yêu cầu. Anh đang làm gì vậy? Không. Sao có thể là cô ấy? Chẳng có gì xảy ra, tôi chỉ muốn hỏi. Y tá mà tôi giới thiệu cho anh đã đến chưa? Cô ấy đây rồi, cậu có rảnh không khi muốn gọi điện thoại? Chủ yếu là do đôi mắt của y tá. Rất giống cô Vivi. Tôi sợ anh sẽ nhớ người khi nhìn thấy. Tay tôi đau khi tôi say rượu. Sao tôi có thể nhầm được? Vì thế tôi chỉ nói vậy vì đôi mắt cô ấy giống cô ngốc, có ảo tưởng. Được rồi, anh có thể nhận ra vợ mình bằng ánh mắt sắc bén. Nếu anh không thích thì tôi sẽ đổi cho anh. Được rồi, không có gì cả. Tôi tắt máy. Hóa ra anh ấy thực sự đang tìm kiếm tôi. Đáng tiếc bây giờ đã quá muộn. Con gấu bông cũng không có ở đây. Vào nhà vệ sinh của Nhất Đình. Tốt lắm, có vẻ như thuốc ngủ này có tác dụng tốt. Cô là ai? Tôi là y tá được cố vấn tuyển dụng. Y tá. Tôi là bạn gái của anh Phong. Đừng làm phiền chúng tôi khi tôi ở đây. Được rồi. Sao anh ấy lại ngủ ở đây? Này, giúp tôi đưa anh ấy quay lại phòng ngủ. Đến đây. Rõ ràng là lo cho tên ngốc đó, vẫn ngủ ngon lành. Cô Bạch, mời cô uống nước nhé. Tôi hơi buồn ngủ, cô ra ngoài trước nhé. Chào y tá Lưu. Chăm sóc thiếu gia trong thời gian này, cô nên lo lắng hơn. Tôi sợ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cơ thể anh ấy cũng sẽ sụp đổ. Đúng rồi. Không phải thiếu gia của cô đã có cô Bạch đó sao? Sao ngày nào cũng tìm vợ cũ ngốc đó? Này, cô không được nói vậy. Đại thiếu gia của chúng tôi chưa ly hôn. Điều đó là không thể đối với cả hai. Cô Bạch không sống ở nhà họ sao? Cả hai. Thực tế là không hề sống cùng nhau. Không sống cùng nhau, phải không? Không biết mục đích của cô Bạch ở lại đây là gì. Tệ quá. Tại sao anh giận em? Chính anh là người đã nói sẽ ly hôn với tên ngốc đó. Em vẫn đang đợi anh. Tay anh bây giờ đang bị thương. Anh có biết? Em cởi quần áo của anh chỉ để giặt cho anh. Em có thể có những suy nghĩ xấu nào? Trên thực tế, gần đây cả hai đã xảy ra tranh cãi. Đêm qua anh đã chủ động nằm cạnh em. Nhưng còn anh thì sao? Cứ thế đi, muốn thoát khỏi em, cứ coi như em là kẻ ngốc, được không? Thế là đủ rồi, đừng tranh cãi nữa. Em chỉ không hiểu. Tại sao anh lại lo lắng cho tên ngốc đó như vậy?
có ích gì nếu một kẻ ngốc biến mất. Vì bị lừa, đừng bao giờ quay lại. Anh đánh em vì người phụ nữ đó. Dù chiến đấu giỏi nhưng anh vẫn có những anh tức giận vì tôi. Xem gì, sao ngươi không đi phục vụ đại thiếu gia của ngươi? Không biết mình. Ô cô Lưu, xin hãy giúp tôi đi gặp cô Bạch. Được. Cô đến đây làm không gì? Không có việc gì để làm. Hay đã tìm thấy những gì cô muốn? Không muốn làm ở đây, tôi có thể giả vờ làm bảo mẫu được Phong không? Nhất Đình đã biết về điều đó. Anh lo lắng quá. Anh Phong, miễn là anh tránh được vết thương thứ cấp. Nghỉ ngơi đầy đủ trong khoảng một tuần sẽ ổn thôi. Ý cô là? Chúng ta vẫn còn chọn một tuần bên nhau. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt. Quên nó đi, tôi vẫn còn vài ngày để tìm tốt thấy hơn nó. Là tôi nên gặp Nathaniel vào ngày mai. Xin chào. Natalie. Xin chào Julie. Rất vui được gặp lại cô với diện mạo mới. Ồ vâng, mọi thứ như thế nào? Cái đó. Kể từ khi Phong Nhất Đình gặp tai nạn xe hơi, Phong Chí Hào đã liên lạc với Bạch Nguyệt Tâm. Đã quá muộn, phương pháp đặc biệt mà Bạch Tâm đã đề cập điều đó nghĩa là gì? Chắc là Phong Chí Giao. Nhóm nghiên cứu ở nước ngoài, các chất độc thần kinh kiểm soát ý thức của con người đã được phát triển. Chất độc thần kinh, chất độc này có thể nhiễm bằng cách hít phải nó, hấp thụ bằng cách tiêm. Những người thử lần đầu có thể bị tê. Lần tiếp xúc thứ hai sẽ là giai đoạn bùng nổ, làm cho cáu kỉnh và phát điên, bắt đầu bạo lực. Đây thực sự là một cách tốt để tránh làm bẩn tay. Báo. Có người quay lén. Có vẻ như chúng ta đã bị phát hiện. Danh tính của người đàn ông đã tra ra, đã tìm thấy thiếu gia, tên anh ấy là Nathaniel, là thiếu gia của một gia đình châu Âu. Có vẻ như đây là lần đầu họ gặp nhau. Cô ấy trốn bên cạnh tôi, muốn làm gì? Anh Phong, nếu gần đây anh bị chứng mất ngủ thì hãy bớt uống cà phê đi. Cảm ơn vì lời nói của cô. Tôi không thấy cô đủ tận tâm. Phong Nhất Đình. Nữ nhân của ngươi đang ở trong tay chúng ta. Vivi. Ngươi đã làm gì với Vivi, cái quái gì vậy? Nhất Đình, tôi là Nguyệt Tâm. Cứu em với. Nhất Đình, cứu em với. Cho tôi biết thời gian và địa điểm. Có giá bao nhiêu, phản ứng là gì? Khoảng cách quá lớn phải không? Thật là một người vui vẻ. Bây giờ nữ nhân của ngươi đang ở trong tay ta. Ta muốn 5 triệu từ ngươi, trả lại tôi. Thời gian và địa điểm. Gửi nó cho ngươi sau. Nếu không, nữ nhân của ngươi sẽ chết rất thảm khốc. Sao lại nhìn tôi như vậy? Đang ở đây để đánh cắp. Không muốn tiền à? Đưa tiền cho họ. Tiền không có vấn đề, tôi rất chân thành. Có nên giao tiền bằng một tay và để người đi bằng tay kia? Nếu tôi nói tiền, tôi cũng muốn. Ngươi cũng muốn, ngươi rút lại lời nói của mình. Ngươi sẽ đi theo anh trai sau khi nhận được tiền chứ? Có ý định để mạng của họ ở đây. Đừng để hắn gieo mối bất hòa ở đây. Tin hay không thì tùy, ta sẽ đập miệng ngươi ngay bây giờ. Nhất Đình, Nathaniel chắc đang trên đường tới, tôi phải tìm cách trì hoãn. Này, chờ đã, chờ đã. Mục tiêu của anh là ông chủ Phong. Tôi có thể đi trước được không? Ông chủ của cô đã chết. Cô vẫn muốn sống sót. Câm miệng. Nếu không muốn chết thì đừng đến. Anh làm gì vậy? Điên à, có người ở ngoài đó. Tôi đã đến nơi hoang dã. Cô ra ngoài trước. Tôi không nên ngạc nhiên. Vẫn chưa có tiền. Tôi không muốn chết ở đây. Cho ngươi 10 phút. Nếu tôi không thoát ra được, tôi sẽ nổ tung. Ngươi sợ cái gì? Phong Nhất Đình. Ta không tin. Ngươi giàu có như ngươi sẽ chết cùng chúng tôi. Ngươi đúng. Nhưng cái này, viên đạn khiến trái tim tôi ngừng đập. Ngươi có thể bắn ta. Khi đó, tất cả người của ta sẽ đến với ngươi, Nhất Đình. Đi thôi. Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm, hãy tỉnh dậy. Ừm. Một chút, đã thấy hết rồi. Đi nhanh, nhưng đi nhanh đi. Diệp Hành sẽ đến đây sớm thôi. Hãy tìm anh ấy trước, để anh ấy cứu tôi. Đi nhanh. Cô ổn chứ? Tôi ổn, nhưng PHPNG Nhất Đình có bao nhiêu người ở bên trong? Không còn. Ba kẻ bắt cóc đã trốn thoát, nhưng Nhất Đình hiện đang gặp nguy hiểm. Những kẻ bắt cóc đã thả bom xăng trước khi rời đi. Hãy đi lối này.
Nhất Đình. Bác sĩ Diệp, Nhất Đình, anh ấy thế nào rồi? Vẫn chưa rõ. Phải đưa đến bệnh viện. Bạch Nguyệt Tâm này thực sự không đơn giản. Tôi nghi ngờ cô ta có thể đã chỉ đạo và thực hiện nó. Có thể, khả năng rất cao. Vụ bắt cóc này có thể không kết thúc. Tôi sẽ kiểm tra cẩn thận. Tôi sẽ để lại điều này cho anh. Nhất Đình. Hoàn cảnh của Nhất Đình khó nói. Cô nói cho tôi biết điều gì xảy ra trong nhà máy. Những kẻ bắt cóc ném bình ga trước khi bỏ đi. Anh Phong đã không thực hiện bất kỳ biện pháp bảo vệ nào để cứu tôi. Hít phải nhiều khí độc. Điều đó không nên như vậy. Nhất Đình còn tệ hơn Bạch Nguyệt Tâm rất nhiều. Có lẽ bác sĩ Diệp phải hỏi cô Bạch. Dù sao thì sau khi tôi rời đi, trong phòng chỉ có cô ấy và anh Phong. Điều này không đúng. Hơn thế nữa, Bạch Nguyệt Tâm vẫn không biết khi nào tỉnh lại. Đừng lo. Tôi tin cô Bạch sẽ sớm tỉnh lại. Bạch Tâm đã làm gì Nhất Đình? Xin chào. Phong Nhất Đình mất tích. Cái gì? Tìm thấy vị trí của Nhất Đình tôi chưa? Tìm thấy sóng điện thoại trên đường 301. Đi tốc độ cao. Tôi nghĩ họ đang đi đến cảng. Tôi biết rồi. Tin tức có đáng tin cậy không? Nó hoàn toàn đáng tin cậy. Cái quái gì vậy? Vì do nực cười như vậy có thể đánh lừa được Nhất Đình. Miễn là tìm thấy vợ tôi, có thể trả bao nhiêu tùy thích. Đi thôi. Nhất Đình. Sao cô ở đây? Dám hỏi. Muốn bị giết, không muốn chứng kiến người chết. Ý cô là tôi đã bị giết, tôi đến đây để người. Cô ấy không hề ở đây, cô theo kiểu gì? Điện thoại của anh, tôi vẫn thích anh. Đi nào. Ông chủ, không phải nói chỉ đi một lần lại có sao? Nữ nhân, đây không phải. Lần này tôi đến đây để báo cho cô một tin xấu. Chuyện gì thế? Lần trước cô nói với tôi rằng thủ lĩnh của kẻ bắt cóc đã chết. Chúng tôi tìm thấy xác hắn ở bờ sông. Bác sĩ Pháp kết luận. Chết đuối. Tôi biết mọi chuyện sẽ không suôn sẻ. Đừng lo, chúng ta rất gần với trọng tâm của vấn đề. Cô phải im lặng, không hành động hấp tấp sẽ giúp cô tỉnh táo. Tôi hiểu Phong Nhất Đình đã được cứu. Bạch Nguyệt Tâm và Phong Chí Hào rõ ràng vô tội. Họ sẽ ngay lập tức chỉ ra những sai sót. Con chó cái thậm chí không dám trả lời cuộc gọi của tôi. Tôi nhờ cô đầu độc Phong Nhất Đình. Kết quả của việc đó, cuộc đột kích rơi vào tay cảnh sát. Như những kẻ ngốc. Xin lỗi, tôi cũng không muốn. Phong Nhất Đình đã buộc quả bom trên người. Không ai dám hành động liều lĩnh. Sao có thể có một quả bom trên người? Cô không thể kiểm soát anh ta. Để anh ta chết, làm sao tôi biết được? Ông chủ Phong chỉ nhờ tôi đưa Nhất Đình đến đây. Tôi cũng không biết về người phụ nữ này. Tên Phong đó đã phản bội tôi. Không thể chạy. Tình trạng của tôi đã tệ rồi. Chúng ta không thể đánh bại họ. Anh có ghét Cố Vi Vi vì sự ngu ngốc không? Không muốn nữa. Vì sao bây giờ lại muốn thậm chí không muốn mạng sống của mình? Không phải là mâu thuẫn sao? Tôi cũng phát hiện ra sau khi cô ấy rời bỏ tôi. Hóa ra tôi yêu cô ấy thật lòng. Phong Đình, Phong Đình. Tỉnh dậy đi, không phải đang tìm tôi sao? Tôi ở ngay trước mặt anh. Tôi đã ở bên cạnh anh từ lâu giả vờ là y tá. Anh thậm chí không nhận ra tôi. Anh là Phong Nhất Đình ngốc nghếch. Phong Nhất Đình, dậy đi. Anh chỉ cần thức dậy. Em đồng ý với mọi điều anh nói. Em có sẵn lòng quay lại với anh không? Anh có sao không? Anh đã biết em là Vivi. Phùng Nhất Đình. Sao anh dám dọa em? Em sẽ không giải thích cho anh việc em đang làm chứ. Giải thích gì? Em có thể giải thích điều gì? Em nói dối anh. Em không ngu ngốc chút nào. Tiếp tục đi. Anh không phải là người thực vật. Chỉ anh được giả vờ. Em không được giả ngốc. Được rồi, đừng tức giận. Anh chỉ muốn biết tại sao em lại giả ngu ngốc. Là do Cố gia, chuyện nhỏ đó, có ý nghĩa gì? Anh có thể giúp em bất cứ điều gì em muốn. Không được. Đó là điều Cố gia nợ em phải tự mình lấy lại nó. Được rồi, anh còn muốn hỏi gì nữa không? Hỏi tất cả cùng một lúc. Em đã ở đâu trong những ngày qua? Em đã làm gì suốt thời gian qua? Tại sao em lại trở lại với anh với tư cách là y tá Lưu? Đây là một câu chuyện dài. Nếu em nói Phong Chí Hảo, để bịt miệng Bạch Nguyệt Tâm và Cố Đỗ Đỗ, họ đẩy em xuống. Em đã trốn thoát và trở lại. Anh có tin không? Anh biết em sẽ bị tổn thương sớm hay muộn. Anh chỉ không ngờ. Vì sao Bạch Nguyệt Tâm lại ở cùng hắn?
Anh có biết tại sao họ muốn làm tổn thương em không? Bởi vì em đã tìm thấy. Phong Chí Hào và Bạch Nhất Đình muốn anh chết. Ra là thế. Việc Bạch Nguyệt Tâm trở lại rất kỳ lạ. Vì thế đã cử người bí mật điều tra. Chắc họ đã tìm thấy thứ gì đó. Đó là Bạch Nguyệt Tâm đạo diễn và diễn xuất trong Bắt Cóc Anh, Đầu Độc Anh. Em đoán là do kế hoạch của Bạch Tâm đã thất bại. Phong Chí Hào lại tìm người nói dối anh. Suy cho cùng, Bạch Tâm chỉ muốn kiểm soát anh. Phong Hào đã đi quá xa. Hắn thực sự muốn anh chết. Phong Chí Hào, ta sẽ bao giờ để ngươi đi. Chất độc trong cơ thể anh bây giờ vẫn chưa được đào thải. Cần hỗ trợ ngay lập tức. Nếu ưu tiên hàng đầu là đến công ty. Nhất Định, anh không thể chịu đựng được rắc rối nữa. Đúng. Hãy để việc bắt giữ cho em và Nathaniel. Đúng. Mặc dù chúng tôi không bắt được những người đó, nhưng chúng tôi đã có một số bằng chứng. Bây giờ có thể đi bắt Đỗ Đỗ. Anh không biết rõ về anh ấy chút nào. Đỗ Đỗ rất xảo quyệt. Vivi đi một mình nguy hiểm quá. Em biết việc bắt Đỗ Đỗ là nguy hiểm. Nhưng anh phải tin em, được chứ? Được. Em phải chú ý đến sự an toàn. Chờ em trở lại bệnh viện. Người đâu? Sao lại nhốt tôi ở đây? Tôi muốn về nhà. Cô chưa chết à? Đỗ Đỗ. Rất cô đơn. Anh tưởng chỉ là một bộ não yêu đơn giản. Không có em. Lúc đó em đã giả ngu ngốc. Anh thực sự nghĩ rằng mình bị bất thường về mặt tinh thần. Bạch Nguyệt Tâm tình cờ lại trở lại. Nhưng tin anh, không có gì xảy ra với bọn anh. Ai biết? Đừng lo lắng, sau này anh chỉ tốt với em. Bởi vì em đã trở lại. Anh có thể trả lại con gấu bông của em được không? Đây là lý do vì sao em quay lại giả vờ là y tá. Không liên quan gì tới anh phải không? Nếu không thì sao? Một ngày nào đó anh sẽ khiến em yêu anh. Nhất Định, Nhất Định. Sợ không? Tôi sợ cái gì đồ ngốc? Cô không có bằng chứng nào. Bằng chứng nằm trong tay cô. Chỉ là một chiếc vòng tay. Đây là loại bằng chứng gì? Phong lão gia có thể chứng minh điều đó. Chiếc vòng tay ông ấy đã tặng cho tôi. Duy nhất trên thế giới. Tôi chắc chắn đã nhặt cái này. Sao có thể nói nó là của cô? Theo đoạn phim giám sát ngày tôi biến mất. Tôi đã đeo chiếc vòng tay này cho đến khi nó biến mất. Và cô đã đeo nó sau khi biến mất. Cô lấy chiếc vòng tay như thế nào? Điều này là không thể. Tôi rõ ràng đã nhìn thấy cô không có chiếc vòng tay nào. Tôi đã lấy cái này ở trên lầu. Không, không. Tôi nói sai rồi. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Cô đã lộ tẩy rồi. Em gái tốt của tôi. Cô sẽ chết. Ai trong chúng ta ngu ngốc? Đồ tiện nhân. Cô giả ngu ngốc chỉ muốn bẫy tôi. Hãy thành thật. Hãy để tôi đi. Bây giờ đến lượt bố mẹ thân yêu của cô. Vivi. Đồ tiện nhân. Sao cô muốn làm tổn thương Đỗ Đỗ? Rõ ràng bà là người đã làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác. Sao bà dám giả vờ là nạn nhân? Bà đã giết mẹ tôi. Sao tôi không thể trả thù? Nhưng Đỗ Đỗ vô tội. Tôi muốn biết tại sao con gái tôi bị bắt. Tốt nhất hãy hỏi chồng bà. Có lấy tiền của người khác không? Hãy để con gái của bà là người kế vị. Tôi có cần phải nói dối bà không? Cố Hồng Lượng là người gì? Bà nên biết rõ hơn tôi. Tôi mua cà phê. Cảm ơn. Chọn trong lúc vắng mặt. Lẽ ra tôi phải đoán rằng cô là của cố Vivi. Như vậy, cô không cần phải cưới Phong Nhất Đình. Tôi đến đây. Nói về kinh doanh, phải vậy không? Anh có thể đi. Không, không, tôi đã sai. Hãy rồi. Bắt đầu về cố thị. Chúng tôi đã bán khống cổ phiếu. Một số cổ phiếu riêng lẻ. Chúng tôi cũng đã mua nó với giá rẻ. Bây giờ cô là cổ đông lớn nhất của cố thị. Tài sản của cố Hồng Lượng đã bị phong tỏa. Bây giờ đang nợ nần. Tiếp theo, ông ta phải thực sự hiểu. Tôi sẽ thông báo cho cô về cuộc họp cổ đông sẽ được tổ chức vào ngày mai. Đã đến lúc họ gặp chủ tịch mới cố thị. Tôi vẫn phải ra ngoài và di chuyển. Lão Vương, hãy nhanh tay đặt cho tôi một vé đi London. London. Một tên khốn đã từ bỏ người thân của mình như thế này. Tôi sẽ giết ông. Điên rồi. Tôi không muốn các người, lũ khốn. Xin chào. Công ty nào? Cuộc họp hội đồng quản trị.
Nói cho tôi biết, sao lại tìm tôi sớm thế? Cố Vi Vi, ai bảo cô ngồi đây? Cô ở đây để làm gì? Hãy ra khỏi đây ngay. Bây giờ hãy để tôi chính thức giới thiệu mọi người ở đây. Là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cố. Cô Cố Vi Vi. Tiếp theo, tôi sẽ trở thành thành chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Cố. Vậy là cô đã âm mưu chống lại tai phải không? Muốn trả thù cho mẹ cô. Cô đang muốn giết ta. Tôi muốn trả thù cho mẹ tôi. Nhưng tôi không muốn giết ông. Ông có biết tại sao? Bởi vì tôi muốn ông sống. Chứng kiến ông mất tất cả. Bắt đầu hôm nay, tập đoàn Cố không liên quan gì đến ông. Ông chỉ làm cho mình thối rữa và bốc mùi. Vivi, cuối cùng em đã đến rồi, anh cảm thấy thế nào? Không sao đâu, bây giờ anh có thể đưa em về nhà. Phong Nhất Đình, anh ấy ổn chứ? Đã ổn. Các kiểm tra cần thiết đã được thực hiện, chỉ là vài vết thương ngoài da. Nhưng tôi muốn Nhất Đình ở lại bệnh viện để theo dõi. Nhưng anh nhất quyết muốn đi, thực sự ổn chứ? Căn hộ của em ở gần bệnh viện. Tới chỗ của em. Bà ngoại, Vivi. Cháu về rồi. Phong Nhất Đình, cậu làm gì ở đây thế? Bà, Nhất Đình bị thương khi cố cứu cháu. Đây gần bệnh viện. Cháu đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi và hồi phục. Bà ngoại, bà của cậu là ai? Cậu có nhà mà không về, ở bên chúng tôi mỗi ngày. Em đang làm gì vậy, Vivi? Tối nay anh có thể ngủ ở phòng em sẽ ngủ với bà. Anh nhớ em. Phong thiếu gia đột nhiên lo lắng. Anh chưa bao giờ ở trong biệt thự trước đây. Anh không về nhà vài ngày sao? Xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Sau này sẽ không có. Còn em thì sao? Em đã bao giờ nghĩ đến anh chưa? Này, sao em lại có thời gian để nhớ anh chứ? Đã mấy ngày rồi em mới về. Không nghỉ ngơi. Một ngày nào đó anh sẽ để em nói cho anh biết em muốn gì. Nó phụ thuộc vào hiệu suất của anh. Nếu một ngày nào đó anh làm em buồn, em sẽ biến mất hoàn toàn. Anh sẽ không để e đi. Cố Vivi, em làm tổn thương anh bằng cách giả vờ là một kẻ em ngốc. Em còn muốn đi. Em vẫn còn đi à? Làm anh lo lắng. Em phải đền bù cho anh tất cả điều này. Chính là nó. Vivi, đang làm gì vậy? Cháu đến đây, bà ơi, sao bà vẫn chưa ngủ? Nha đầu, đi với ta. Không phải cháu đã hứa với ta sẽ ly hôn với Phong Nhất Đình sao? Sao cháu vẫn chưa rõ ràng với cậu ta? Có sự hiểu lầm ở đây. Rất nhiều điều, chúng cháu đã giải thích mọi thứ rõ ràng. Có một số điều chúng ta không nhìn thấy trên bề mặt. Vivi, cháu quá ngây thơ rồi. Đừng tin những gì đàn ông nói. Đặc biệt là nam nhân nhà họ Phong, sao bà lại có quan điểm lớn như vậy đối với Phong gia? Đừng giận nữa nhé, dù sao thì ta cũng không đồng ý, cháu nên ly hôn với nó. Được rồi, được rồi, được rồi bà ơi, cháu hứa với bà, cháu sẽ giữ khoảng cách với anh ấy, đừng tức giận. Việc rất tức giận làm tổn thương cơ thể của bà, đi ngủ. Đi, đi. Phong lão gia, Vivi của chúng tôi suýt chết trong nhà ông. Hãy giải quyết vấn đề ly hôn này nhanh, đừng vướng vào nhau nữa. Bà Tô, hôm nay tôi uống trà thay rượu, nói thay cho đứa cháu bất hiếu của tôi. Tôi xin lỗi bà và Vivi. Cô ta đã bị cảnh sát bắt đi, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai trả thù. Hãy để tù nhân ăn năn suốt đời. Hôm nay tôi đưa Vivi tới đây. Tôi chỉ muốn giải thích trực tiếp với ông. Vivi không thể gả vào Phong gia của ông được. Cuộc ly hôn giữa hai đứa phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Tôi biết bà có mối quan tâm.
tốt nhất là cứ nói ra. Hãy trò chuyện vui vẻ nhé, chẳng có gì để nói. Tôi không muốn Vivi gả vào nhà giàu. Tôi chỉ muốn cô ấy tìm được một người đàn ông thực sự quan tâm đến cô ấy. Bà Tô, con thực sự yêu Vivi, cậu thực sự thích nó. Trân trọng, khi chúc mừng sinh nhật ông. Mẹ cậu có xuất hiện không? Bố mẹ cậu đã ly hôn lâu rồi phải không? Và ông có làm tổn thương một người phụ nữ khi ông còn trẻ? Cuộc sống gia đình như ông có thể ổn định suốt đời được không? Hôm nay ta sẽ cho cháu sự lựa chọn, hoặc là ly hôn Phong nhất định, hoặc từ bây giờ cháu sẽ không có ta làm bà nữa. Bà đừng như vậy. Vivi, khi cháu đọc lá thư này, bà đã lên đường về quê. Bà nội biết hôm qua bà đã phản ứng thái quá, không nên gây khó khăn với cháu, điều hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Cháu đã trả thù cho mẹ. Vì thế, bà không còn hối hận nữa. Vivi, cháu có quyền được hạnh phúc, dù cháu ở đâu, các cháu đều là cháu ngoan của bà ngoại. Bà ngoại đã về quê. Ôi! Đừng lo lắng nữa, Vivi, em có thể liên lạc với bà mình. Xin lỗi, điện thoại bạn gọi đã tắt. Vui lòng gọi lại sau. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải cậu nói cơ thể anh ấy đã trở lại bình thường sao? Từ việc kiểm tra các chỉ số khác nhau, thực ra không có vấn đề gì. Vì thế, tôi nghi ngờ lần này anh ta bị nhiễm loại virus mới. Tôi cần một mẫu chất độc. Tôi sẽ đi tìm. Mang theo tất cả các mẫu và thông tin trước đó. Đợi một chút, Vivi, Chúa ơi! Sao cô vẫn chưa đến công ty? Mọi người đã ở đó rồi. Có chuyện đã xảy ra với Nhất Đình. Anh có thể tự giữ ở công ty. Vivi, cô đi nhanh lên. Tôi biết hội nghị này rất quan trọng với cô. Nhất Đình ở đây, tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì. Nhưng không có nhưng gì cả. Tôi tin nếu Nhất Đình tỉnh dậy, anh ấy chắc chắn sẽ ủng hộ cô. Cô đi nhanh lên. Hôm nay, đây là ngày quan trọng để cô thể hiện năng lực của mình. Hôm nay, tôi với tư cách là chủ tịch và giám đốc điều hành, giải thích cho mọi người kế hoạch phát triển và tương lai của tập đoàn. Cô Vivi, bây giờ cô có sự giàu có và tình yêu. Rất đẹp phải không? Nhưng điều cô không biết là, chất độc trong cơ thể Nhất Đình đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hai người sẽ phân ly. Nếu cô chết cùng anh ấy thì sao? Chưa thấy giảm số cuộc gọi. Xin chào, cố Vivi. Cô có muốn cứu Phong Nhất Đình? Tôi đoán cơ thể của Phong Nhất Đình không tìm thấy vấn đề nào, nhưng thường xuyên ngất xỉu. Cô muốn làm gì? Tôi nói với cô với lòng từ bi lớn lao. Phong Nhất Đình bị đầu độc. Một loại thuốc mà chỉ tôi mới có thể cứu được từ anh ấy. Nói những gì cô muốn? Tôi muốn làm gì? Tôi muốn có được tình yêu của Nhất Đình. Cô có thể cho. Xin lỗi, tôi không thể. Cô có một lựa chọn. Tôi sẽ cho cô địa chỉ, nếu cô thực sự muốn. Hãy đến và lấy thuốc giải độc. Hãy nhớ rằng chỉ mình cô. Nếu không thì đừng trách tôi vô lễ. Sao tôi không nhận thấy? Hóa ra thế này tốt hơn. Chắc chắn rồi, anh ấy vẫn đến. Đối xử với cô ấy, tiếp tục đi. Dù em là người anh muốn dùng làm đệm lưng, tôi vẫn có thể giết cô. Tôi tin. Nếu tôi là anh, tôi sẽ sớm gặp bố mẹ cô ấy. Được, nó tuyệt đấy. Nhất Đình, tôi muốn tiêu diệt anh. Đi chết đi. Đó là chất độc anh đã từng trải qua. Thời gian ủ bệnh cho lần ngộ độc đầu tiên rất dài. Bây giờ là lần thứ hai, nó sẵn sàng bùng nổ. Điên rồi. Anh sẽ tức giận ngay lập tức. Cô,
cô có thể nói lời tạm biệt. Nhất Đình, Nhất Đình, dừng lại, anh làm em sợ. Nhất Đình, em sẽ bình tĩnh. Anh có nhớ em là ai không? Em là Cố Vivi. Vivi. Vivi với tôi. Anh đã nói sẽ bảo vệ em mãi mãi. Vivi, em ở đây, em ở đây. Em không sao chứ? Không sao. Không sao là tốt. Không sao là tốt. Đột nhiên anh nhớ, anh nợ bạn một điều gì đó.